Chào anh em nhé. Hôm nay mình review cho anh em xem một cái cây tử đằng. Đây là cây hoa tử đằng nhé. Hôm trước đấy thì mình có mua cái cây này thì nó có 4 tay, nhưng mà cái tông này nó bị đơ. Cây này thì củ bẹ rất to đẹp, cái mặt bên này rất đẹp này. Hai cái cây này nó nắc vào nhau rất đẹp, còn cái củ bên này thì nó hơi kém một chút. Hôm nay mình sẽ quyết định mình phải phá cái cây ra, mình sẽ phá cái cây đi. Chứ để cái cây này nó cũng không hợp lý. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem nhé. Cắt cái cây đi. Cắt đi một khúc này. Vì cái khúc ấy nó bị đơ quá, nếu mà để chúng ta chưa bàn sai mà nó không hợp lý. Cách mình cho cái cây này vào cái chậu bé này thôi. Cho nó gọn, nó đỡ lặng. Đây, cái củ rất là dài và to này. Ta cũng chuyển chất trồng đây nhé. Cho cái cây này vào cái chậu này, mặc dù là nó hơi kích một chút nhưng mà mình thấy là nó sẽ ok hơn.
nếu mà để chơi bonsai mà phải dễ là nó cắt đi. Thu gọn nó lại. Vào ta đi. Đây, cái cổ to đây này. Cắt đi cái này của nó. Ôm một cái chậu. Có một số cái rễ này. Chất trồng rồi bảo vệ cái cây. Lưng của nó cũng ăn dễ xuống. Mình sẽ làm từ từ để cho mọi người quan sát nhé. Thank you.
trí mà nó lồi lên, nó lồi lên như này. Mình sẽ moi cái đế này ra. Chi tiết cho mọi người xem. Sau khi mình làm xong mình sẽ đem ra mình xả nước nhé. Đây là hai cái cành ngắn mình cắt ra này. Lát nữa mình sẽ tận dụng hai cái cành này mình dâm để cho nó thành hai cái cây nữa. Dâm trải nghiệm thôi. Sống được không? Sống được. Không quan trọng. Mà chắc là tỷ lệ sống chậm sẽ là 50-50.
sau khi mình cắt chỉnh hình cho xong, chuyển sang cái chậu này nó gọn hơn. Thì là tiếp tục mình sẽ review cho anh em cái phương pháp mình sau này nó sẽ lướt những cái chốt, những cái điểm cái chốt rồi. Mình sẽ bôi keo Mỹ Tiến để trả lại vào những cái vết cắt này. Đối với cái cây tử tang ấy, nó khi mà các bạn chuyển chậu cho cái cây hoa tử tang này thì các bạn phải để vào chỗ mát khoảng 3 đến 5 hôm. Mình sẽ để cây tử tang này vào mình vào chỗ mát thôi, để luôn ở đây theo dõi cái sự phát triển của nó nhé. Đây, mình sẽ để nguyên ở cái vị trí này luôn. Để theo dõi cái sự phát triển của nó mỗi ngày nhé.
5 đến 7 ngày mình sẽ cho phân tan chậm men men gốc chậu và phơi nắng nha. Thì chắc là Tết là sẽ có hoa, rất nhiều hoa thôi. Còn hai cái khúc này mình sẽ review cho anh em xem là mình dâm hai cây nhé. Mình sẽ cho hai cái cây này sống nhờ ở ngoài cái chậu gương bên ngoài này. Đấy. Khu vực này cây khá là nhiều. Đây nhá. Hôm nay mình sẽ review cho anh em xem. Đây là cái trải nghiệm. Dâm hai cái cua này nhờ vào cái gốc khu vực đất trống này nhé. Ra cái chỗ chẳng có gì cả. Mình sẽ
dâm nhớ đấy đây. Cứ cắm vườn đây. Mình sẽ dâm hai cây này đây để cho cùng với cái phôi cây gạo này, không biết là bao nhiêu ngày hôm nay nó đã nước ngấm như vậy chưa đấy. Sau đó là mình sẽ chỉ có tưới nước thôi. Rồi chào anh em nhé.